Xin chào nha, hôm nay cơ sở Gỗ Mạnh Sơn em xin gửi đến cả nhà một mẫu siêu siêu tác phẩm ạ. Đó là một bức ngũ lân vần bình, chất liệu là gỗ lu hương, hàng liền khối đến 95% ở nhà nhá. Sản phẩm được chế tác hoàn toàn thủ công bằng tay và đục tứ diện cực kỳ sắc nét ở kênh bông luôn ạ. Các bác có thể thấy này, bình được vo tròn hoàn toàn thủ công bằng tay cả nhà nhá, cực kỳ tròn luôn. Sản phẩm có chiều cao là 85, chiều rộng 60 và chiều sâu là 60 ạ, rất là to các bác nhá. Đây ạ, giờ ngay bây giờ em sẽ quay qua một lượt để các bác có thể lắm được sơ qua về chi tiết của siêu phẩm ngũ lân vần bình này ạ. Đó, và không để các bác đợi lâu nữa, ngay bây giờ em sẽ đưa camera lại gần để cả nhà có thể lắm kỹ hơn từng chi tiết của siêu phẩm bình ngũ lân này ạ. Đặc biệt siêu này là hoa lu kín bình các bác nhá, hoa lu điểm kín bình luôn ạ, vòng quanh bình luôn, lu đến 98% các bác ạ, rất là tuyệt vời. Đó, từng chú lân này, từng chú lân làm cực kỳ sắc sảo các bác nhá, cực kỳ sắc sảo luôn ạ, chạm khắc rất là tỉ mỉ. Đó, rất là đẹp luôn. Bình hoa lu gần như vòng quanh bình luôn các bác ạ. Đục từng chú nghê là quá tuyệt vời luôn. Đây phần lu của bao tiền đây, lu cả mặt trên mặt dưới các bác nhé, rất là tuyệt vời. Đó, dáng thì chú nghê là quá sắc sảo luôn các bạn thấy ạ, cực kỳ sắc sảo cái bông nhá. Lần vần bình thì đem lại tài lộc, giúp cho gia chủ trấn tài lộc ở trong gia đình, rất là tuyệt vời. Và đặc biệt là đem lại dương khí, vận khí tốt cho gia chủ, xua đi cái vận khí xấu ạ. Và để có giá tốt của siêu phẩm ngũ lân thì cả nhà vui lòng liên hệ cơ sở đồ gỗ Mạnh Sơn em qua hai số điện thoại 083 45 567 hoặc 0345 72 46 ạ. Em xin chào cả nhà.